Để công tác cung ứng điện và xăng dầu dịp trước, trong và sau Tết được đảm bảo, mới đây, đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đến kiểm tra tại Tổng công ty xăng dầu Quân đội, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một số cây xăng trên địa bàn Hà Nội, Tổng kho xăng dầu Đức Giang, trạm biến áp Long Biên và trung tâm điều độ A0. Tại các cuộc làm việc, sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị lưu trữ, vận chuyển phân phối xăng dầu, phương án, kế hoạch vận hành hệ thống điện trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị trong việc đảm bảo cung ứng hai mặt hàng quan trọng chiến lược là điện và xăng dầu cho nền kinh tế đất nước, cũng như công tác chuẩn bị các phương án, kế hoạch cung ứng điện, xăng dầu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Bộ trưởng nhấn mạnh, xăng dầu, điện là mặt hàng chiến lược không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng và toàn xã hội. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất là không để gián đoạn nguồn cung, không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Đối với công tác cung cấp điện, Bộ Công Thương cũng đã ban hành chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện cho các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập phương án vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ lễ Tết trong năm 2024, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong cả năm 2024, không để thiếu điện trong mọi tình huống. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị, những người đang thi đua lao động sản xuất trên khắp mọi miền Tổ quốc, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.